xin kính chào các bậc phụ huynh cùng các em học sinh thân mến người việt chúng ta luôn coi trọng tinh thần hiếu học từ khi các thế hệ cha ông trân trọng viết nên nét chữ thánh hiền bằng cọng lông gà đơn sơ cho đến ngày nay khi mà mọi thiết bị công nghệ tối tân đã tràn ngập trong đời sống thì kiến thức vẫn luôn là nền tảng của mọi thành công là chìa khóa làm đổi thay những vận mệnh những cuộc đời nếu như ngày trước việc học đồng nghĩa với sự vất vả tiêu tốn nhiều thời gian sức lực thì nay ta có cơ hội đứng trước nhiều lựa chọn tiết kiệm thời gian và chi phí. Huyền My xin giới thiệu một lựa chọn vô cùng hữu ích và thiết thực, đó chính là trang học trực tuyến Tolia E-learning. vừa chất lọc những ưu điểm của phương pháp giáo dục truyền thống, vừa cập nhật xu thế hiện đại cùng thời cuộc. Tolia E-learning là mô hình giáo dục truyền tải kiến thức góc mà thẩm, tin rằng đấy. tất cả quý học sinh, nhiên, quý phụ, tế, phụ huynh cùng mong đợi bạn đã là thành viên của Toliha chưa? Rất đơn giản, các bạn hãy làm theo bước sau. Bước thứ nhất, click và đăng ký trên góc phải của màn hình. Điền đầy đủ các thông tin vào mẫu form. Click vào nút đăng ký và Toliha sẽ gửi cho bạn qua email một đường link để kích hoạt tài khoản. Các bạn mở email và nhấp chuột vào đường link và thế là công việc đăng ký của chúng ta đã hoàn tất. Bước 2, click tháng vào tháng nút này. đăng nhập phía bên phải màn hình. Sau đây. Tiếp đó các bạn điền các thông tin mà đã đăng ký tài khoản tại toliha.vn. Bước 3, chọn khoa học cần mua. Click vào mua ngay, sau đó sản phẩm sẽ được chuyển tới giỏ hàng. Nếu tài khoản bạn đủ tiền, khóa học sẽ được kích hoạt ngay. Nếu tài khoản không đủ tiền thì sẽ chuyển sang trang thanh toán. Để thanh toán các khóa học, các bạn hãy làm theo cách sau đây. Cách thứ nhất, chuyển khoản vào tài khoản công ty và ghi rõ nội dung là nạp tiền vào mã tài khoản. Cách thứ hai, nạp thẻ cào do toliha.vn phát hành. Và cách thứ ba, thanh toán trực tuyến qua ví điện tử ngân lượng, thanh toán qua internet banking và làm theo các bước tại trang thanh toán. Để tham gia khóa học và làm bài luyện tập, các bạn đăng nhập vào tài khoản, chọn khóa học của tôi, vào học các bài giảng và luyện tập cuối bài, cuối chương và cuối khóa. Trong ngôi nhà của mình, trong một khoảng sân chung cư, trong công viên, trong sân trường, trên đồng lúa, con đê, bờ cỏ, bên hồ nước khi tranh thủ đi dạo, bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, chỉ cần chiếc máy tính hoặc đơn giản hơn là chiếc điện thoại trên tay, với vài thao tác đơn giản, nhanh gọn, bạn đã có thể mở ra một bầu trời kiến thức với đầy đủ hệ thống bài giảng từ lớp 3 đến lớp 12, bao gồm các môn toán, ngữ văn, lý, hóa, Ngoài ra, Toliha còn hỗ trợ giải đáp thắc mắc 24 trên 7, cung cấp hệ thống bài luyện tập, có đánh giá theo từng bài, từng chương, cả khóa học và định hướng ôn thi vào các trường điểm. Để tham gia thi kiểm tra online tại Toliha e-learning, các bạn cần làm theo các bước sau. Bước 1. Truy cập http://toliha.vn Nếu chưa có tài khoản, các bạn click đăng ký để đăng ký tài khoản. Hệ thống sẽ gửi một email để xác thực tài khoản. Các bạn chỉ vào email để nhấp chuột vào đường link đăng ký. Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản. Bước 3: Vào danh mục thi, kiểm tra online để vào các bài thi, mua bài thi, làm bài thi và nộp bài thi. Sau khi nộp bài thì hệ thống sẽ tự động chấm điểm và hiển thị ngay kết quả bài thi. Khi kết thúc cuộc thi sẽ hiển thị bảng vinh danh. Sắp xếp theo thứ tự từ học sinh có điểm cao nhất và thời gian làm bài ngắn nhất. Tolia sẽ có nhiều loại giải thưởng khác nhau tùy thuộc vào cuộc thi. Hội tụ một đội ngũ nhà giáo giỏi chuyên môn, tâm huyết với sự nghiệp trồng người, Tolia nỗ lực kiến tạo giá trị giáo dục hiệu quả, hiện đại, văn minh, mang niềm hy vọng lạc quan về những mùa quả ngọt. Không chỉ phù hợp với học sinh ở mọi lứa tuổi, Tolia còn là một kênh hữu ích giúp các bậc phụ huynh tham khảo trong quá trình tự kèm cặp con em mình. Tolia có nhiều bài tập trắc nghiệm phong phú, qua đó đánh giá chất lượng học tập một cách sát sao. Lựa chọn Tolia E-learning, phụ huynh thường xuyên được đồng hành cùng với việc học của con, vì sau mỗi bài kiểm tra online, kết quả sẽ được gửi đồng thời đến email của phụ huynh và của các con, kèm theo nội dung rút kinh nghiệm và tư vấn. Bên cạnh đó, Tolia có các bài tập cuối tuần, cuối kỳ cho khối tiểu học, trung học cơ sở hoàn toàn miễn phí. Với những nền tảng sẵn có, Solihai Learning tự hào là cộng đồng học tập chất lượng, hiệu quả, chia sẻ, kết nối và tiết kiệm thành công.